Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 2018. Đồ gỗ Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một tuyệt phẩm tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi, kích thước tầm 2m7 và rộng 1m17, dày 10 phân, được đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng, chị khách hàng ở Bình Phước, chị Thảo ở tỉnh Bình Phước. Và trước đây thì chị cũng đã đặt rất nhiều hàng của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi rồi, và tiếp tục ngày hôm nay thì còn độ khoảng 4 bức tranh nữa. Hiện tại chúng tôi là mới quay tạm một bức như này thôi. Thực sự ra là chúng tôi là trong 2 bức Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gõ đỏ do nghệ nhân đục này là 2 bức song sinh, một bức nữa chúng tôi đang trưng bày ở trong nhà, nó cũng giống y hệt như này. Gia đình nhà đặt Thành Long chúng tôi là 2 bức tranh này, rằng một bức tranh Bát Mã Ma Đá Thành Công, một bức Thuận Buồm Xuôi Gió, thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu trong cái video clip sau. Và trong cái clip này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi, siêu VIP và đỉnh cao do những nghệ nhân gốc nghề thực hiện. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này có nội dung là trạng nguyên, khi thi đỗ trạng nguyên là có mở hội về làng để bái tổ đường, rất chi là ý nghĩa. Cái nội dung mấu chốt của cái bức tranh này là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đường nét chi tiết. Bức tranh này do những nghệ nhân tôi là thực hiện đục theo lối 4D, tức là không gian 4 chiều. Quý vị có thể nhìn không gian 4 chiều đều ra rất hình ảnh rất chi là đẹp và sống động. Người đây rất đẹp luôn. Có thể thấy được những khách hàng nào đã về trực tiếp cơ sở của chúng tôi để chiêm ngưỡng các sản phẩm này có thể thấy được. Và trong cái clip này thì chúng tôi cũng không thể giới thiệu chi tiết hơn, khi không thể chi tiết bằng khi khách về trực tiếp cơ sở của Thành Luân tôi để chiêm ngưỡng thực tế. Bức tranh này nó rất chi là đẹp, toàn bộ đục không gian 4 chiều rất kỹ lưỡng. Gia đình nhà chị Thảo thì sẽ mua chúng tôi là rất nhiều hàng. Trước đây chúng tôi cũng đã bàn giao một lô hàng cho gia đình nhà chị rồi. Tiếp tục trong cái chuyến hàng lần này, chúng tôi gồm có 2 bức Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gõ đỏ, 1 bức Thuận Buồm Xuôi Gió, 1 bức tranh Đồng Quê, cộng với lại cả 1 chiếc kệ tivi bằng gỗ hương đỏ của Lào và 1 đôi lọ lọc bình bằng gỗ hương cao 2m, và còn rất nhiều các sản phẩm khác mà anh chị đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân cô. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi theo 2 số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 8888. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.